luôn. Kính thưa tất cả quý vị, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình, có một điều thì tôi xin cùng nói với quý vị. Hôm nay là ngày Trung Thu và quý vị đưa con em đến để cho các em có một buổi tối vui Trung Thu. Vì số lượng hôm nay chúng tôi cũng chuẩn bị ghế, nhưng mà có nhiều người dành ghế để ngồi và để đồ ăn nữa, cho nên là bây giờ có rất nhiều những cái em nó đứng với bố mẹ nó nãy giờ mà nó không có cái ghế nào hết. Cho nên thôi quý vị, mình hôm nay là ngày Trung Thu, là cái ngày cho các em, cho nên xin quý vị chúng ta vui lòng trước hết mình nhường ghế, và nếu được thì mình vui lòng mình cầm cái cầm trên tay cái đồ ăn á, và mình dành những cái ghế để cho những cái nơi khác. Xin chúng ta chia sẻ như thế nhá. Ở chỗ nào còn dư cái ghế, quý vị nhấc lên một cái, để các bạn nào ở đâu cần ghế thì chúng ta tới chúng ta lấy. Xin chúng ta chia sẻ với nhau, nhất là chúng ta dành những cái ghế cho các em thiếu nhi. Đừng để một buổi Trung Thu mà các em thiếu nhi lại phải đứng suốt buổi. Xin cảm ơn. Xin chỗ nào có cái ghế dư á, quý vị vui lòng giơ lên một cái đi, để các giáo lý viên chúng con rải qua để chúng con lấy, để cho những cái nơi khác có ghế nhá.
Chúng ta diễn văn nghệ, xin vui lòng tập trung lại phía đối diện tháp chuông. 5 phút nữa chúng ta diễn ra chương trình, vì vậy những bạn nào có trong tiết mục văn nghệ, xin vui lòng nhanh chân tập trung đối diện tháp chuông. Xin cảm ơn.